Như các chị biết thì trên thực tế ngoại tâm thu có lẽ nó là loại rối loạn nhịp tim mới gọi là hay gặp nhất nữa. Chúng ta có thể gặp ở tất cả các chuyên khoa, chúng ta có thể gặp ở người có bệnh lý nội khoa, ngoại khoa, sản khoa vân vân, và thậm chí kể cả những người hoàn toàn khỏe mạnh không bệnh tật gì chúng ta cũng gặp ngoại tâm thu, đúng không? Và trong những trường hợp ngoại tâm thu đó thứ thì thậm chí là cũng rất nhiều các trường hợp mà ngoại tâm thu mà chúng ta, thậm chí ngoại thu thất mà chúng ta tình cờ phát hiện được khi mà bệnh nhân đang nằm điều trị hoặc là vì một lý do nào đó tại một chuyên khoa nào đó có trần. Tôi nói ví dụ như là chúng ta cũng ở đây chắc anh các chị cũng đã không ít lần được bác sĩ khoa sản mời lên hội chẩn một cái bệnh nhân chuyển dạ đúng không? Mà bây giờ lại có ngoại tâm thu thất. Đấy, thì bây giờ điều trị như thế nào, làm thế nào để cuộc chuyển dạ gọi là diễn ra một cách an toàn. Đấy, thế thì trường hợp như thế có cần điều trị hay không, điều trị bằng cái gì vân vân, đúng không? Nó là một cái mà đôi khi cũng có những trường hợp mà chúng ta cũng khá lung túng, nhất là khi mà những trường hợp mà tương đối nhạy cảm, bà mẹ mà lại có thai như thế, dùng thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến thai ra sao, ảnh hưởng đến cục chuyển dạ như thế nào vân vân, đúng không? Chính vì vậy đâm ra là hôm nay thì chúng tôi sẽ xin phép trình bày với các anh các chị là chúng cách tiếp cận một cái bệnh nhân ngoại tâm thu nói chung như thế, và những bệnh nhân nào thì chúng ta sẽ điều trị, những bệnh nhân nào là không, đúng không? Chúng ta đều biết rằng là ngoại tâm thu thì về mặt định nghĩa là một cái nhát bóp ngoại lai, đúng không? Tức là nó khác với cả nhịp xoang cơ sở của người bệnh. Đến sớm, rõ ràng ngoại tâm thu phải là một nhát bóp đến sớm, đúng không? Tức nó phải nhanh hơn nhịp cơ sở thì nó mới cướp quyền chủ động được cái nhịp xoang. Thế còn nếu không đến sớm thì không thể gọi là ngoại tâm thu được. Đúng không? Nó có thể giao thoa với nhịp cơ sở của bệnh nhân, tức là tần số tim bệnh nhân vẫn hoàn toàn không thay đổi gì, nhưng cũng có thể nó sẽ thay thế một cái nhịp xoang nào đó, đúng không? Thế các chị đều biết rằng là ngoại tâm thu thì có thể, tôi nói có thể là gây ra những cái triệu chứng, đúng không? Gây ra những khó chịu. Và các khó chịu đó thì phải nói thật rằng đa số các trường hợp thì triệu chứng do ngoại tâm thu gây ra thì mức độ ít và không nhiều lắm đâu, đúng không? Thế nó có thể gây ra triệu chứng khó chịu. Rồi là ngoại tâm thu có thể gây gì ạ? Gây ra rối loạn huyết động. Rối loạn huyết động ở đây là gì? Nó ảnh hưởng tới huyết động ở đây là gì ạ? Là nó có thể gây ra giãn vùng thất trái, gây ra suy tim. Nếu trong trường hợp ngoại tâm thu thất nó nhiều quá, nhưng mà thông thường cái thứ thì các anh chị biết rằng là những trường hợp mà ngoại tâm thu thất mà đến mức gây suy tim thì hiếm lắm, ít lắm, không nhiều đâu. Thế nhưng cái quan trọng nữa, một cái mà chúng ta cần phải quan tâm đến những cái đối tượng đó, đấy là gì ạ? Là những cái bệnh nhân mà bị ngoại tâm thu, và nó chính cái ngoại tâm thu đó nó có thể khởi phát những cái loại rối loạn nhịp nguy hiểm hơn. À, ví dụ như là rung nhĩ, ví dụ như là nhanh thất hoặc là rung thất. Thế như vậy là những trường hợp đó, đối với những ngoại tâm thu đó là chúng ta bắt buộc phải điều trị, và điều trị một cách rất tích cực. Thế thì dựa vào vị trí khởi phát ra những cái ngoại tâm thu thì chúng ta thấy rằng là người ta chia ra làm các cái loại ngoại tâm thu. Thì, chia là hai nhóm chính, đó là gì? Ngoại tâm thu trên thất, tức là tất cả những trường hợp mà ngoại tâm thu xuất phát từ thân bó hít trở lên. Đó. Và thứ hai là ngoại tâm thu thất, đấy, là xuất phát từ cơ thất, là phía dưới chỗ chia của thân bó hít. Thế thì bản thân là các ngoại tâm thu trên thất ấy, người ta cũng có thể chia ra làm hai nhóm nhỏ hơn, đấy là ngoại tâm thu nhĩ, tức là những trường hợp ổ khởi phát từ cơ của tâm nhĩ, và thứ hai là ngoại tâm thu bộ nối, tức là cái ngoại tâm thu xuất phát từ vùng bộ nối nhĩ thất, nó bao gồm là nút nhĩ thất và thân bó hít, đúng không? Thế thì cái ngoại tâm thu bộ nối này thì trên thực tế thì rất rất ít gặp, đúng không? Thế do đó là trong phạm vi bài ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không đề cập đến cái ngoại tâm thu bộ nối này. Và trên thực tế thì vấn đề điều trị thì nó cũng không khác gì nhiều lắm so với là ngoại tâm thu nhĩ. Thế thì trên lâm sàng thì các anh các chị biết rằng là cái ngoại tâm thu nói chung ấy, thì thông thường là gì? Phần lớn các trường hợp là được chẩn đoán hay được phát hiện một cách khá tình cờ là như chúng tôi vừa nói sau, đi khám sức khỏe định kỳ, ghi một cái điện âm đồ gái tự nhiên thấy ngoại tâm thu, đúng không? Hoặc là đi đẻ như chúng tôi nói, hoặc là chuẩn bị mổ một cái gì đó, đúng không? Thì bắt đầu phát hiện ra cái ngoại tâm thu đó. Đấy. Thế chỉ có một số ít bệnh nhân ấy thứ thì là đi khám là vì những triệu chứng do ngoại tâm thu gây ra, và những cái triệu chứng đó khi mà đi khám lại thì bác sĩ khám lâm sàng sau đó làm điện âm đồ mới phát hiện ra ngoại tâm thu, đúng không? Đấy. Thế như vậy là chúng tôi sẽ tập trung vào hai cái đấy, là đặc biệt là chúng tôi sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn chẩn đoán trên điện âm đồ trước. Thế thì chẩn đoán các cái ngoại tâm thu đó thì chủ yếu dựa vào điện âm đồ. Điện âm đồ là chúng ta có thể chẩn đoán được gần như là hầu hết các trường hợp ngoại tâm thu, và chẩn đoán nó là ngoại tâm thu gì.
Thế thế thì đối với trường hợp mà ngoại tâm thu trên đất mà trong bài ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói đến. Ok, vâng, xin lỗi các bạn. Bấm hai cái, bấm Vâng, chúng ta tiếp tục. Thế thì dựa vào địa tâm đồ là chúng ta có thể chẩn đoán được đâu là ngoại âm thu đất, đâu là ngoại âm thu nhĩ, đúng không ạ? Kể cả những trường hợp mà chúng ta thấy rằng là ngoại âm thu nhĩ nhưng mà cái bộ vết giãn rộng ra, nó vẫn chuyển lệch hướng, đúng không ạ? Thế thì đối với trường hợp ngoại tâm thu nhĩ, những trường hợp điển hình, thì để chẩn đoán một cái ngoại tâm thu nhĩ thì chúng ta phải có những tiêu chuẩn gì, đúng không ạ? Vì ngoại âm thu này là khởi phát ở cơ của tâm nhĩ, đúng không ạ? Thì như vậy rằng là đầu tiên nó phải cử cực tâm nhĩ trước, do đó là trên địa tâm đồ chúng ta sẽ thu được sóng P, mà trong trường hợp ngoại âm thu người ta gọi là P phẩy. Do đó là gì ạ? Là chúng ta bao giờ phải có một cái sóng P phẩy đi trước phước bộ QS, và người ta đo cái khoảng PP phẩy, tức là giữa sóng P của một cái nhịp xoang đi trước tới cái sóng P phẩy của các bạn thu đó, đúng không? Để so sánh với một khoảng PP cơ sở, tức là một khoảng PP bình thường nhân, thì thấy nó ngắn hơn, tức là nó thể hiện là sự đến sớm của cái nhắc ngoại âm thu đó, đúng không? Bao giờ PP phẩy cũng phải ngắn hơn PP. Một cái tiêu chuẩn thứ hai là gì ạ? Là P phẩy phải khác P. Cái tiêu chuẩn này nhằm mục đích gì? Để nói đây điều gì ạ? Chứng tỏ rằng là cái ổ mà gây ra ngoại tâm thu nhĩ này nó khác so với nút xoang, đúng không? Nó không phải nằm ở vị trí của nút xoang. Chúng ta cũng có ngoại tâm thu nút xoang, đúng không? Nhưng mà tất nhiên rằng là khi mà người ta đưa cái này để ý nói rằng là nó không phải cái xung động, không phải xuất phát từ nút xoang. Nhưng mà trên thực tế thì các anh chị thấy rằng là cái tiêu chuẩn này thực tế nó cũng thực sự là nó cũng không phải chính xác, bởi vì chúng ta biết rằng là bên cạnh cái nút xoang đó, đúng không, ở phần nối giữa tĩnh mạch chủ trên và tâm nhĩ phải đó, quanh quanh khu vực nút xoang đó cũng có những cái vùng của tế bào cơ nhĩ, và chính những cái vùng đó trên thực tế nó lại là cái vùng mà có tính tự động khá là cao, nó hay gây ra những cơn nhịp nhanh nhĩ, và từ đó nó có thể cũng có những cái ngoại tâm thu nhĩ xuất phát ở vùng cao của nhĩ phải, và xuất phát ở vùng cao nhĩ phải như thế đâm ra các sóng P của nó cũng gần gần giống như nút xoang, đúng không? Đấy là cái tiêu chuẩn này thì chưa được phụ thôi. Thế rồi là gì nữa, là cái phức bộ Q phẩy R phẩy S phẩy, tức là cái khử cực tâm thất do xung động của nhắc ngoại âm thu đó nó đi xuống nó cực, thì nó giống hệt như một cái phức bộ QS thông thường, tức là gì, là thanh mạch. Và một cái tiêu chuẩn phụ nữa ở đây các anh chị thấy rằng là gì ạ, trong ngoại tâm thu nhĩ thì thường hay có dạng dịch nhịp. Đấy, tiêu chuẩn này thì ít có giá trị trong chẩn đoán. Đấy, nhưng mà đôi khi là trong một số trường hợp những cái tiêu chuẩn chính ở trên không có thì người ta sẽ dựa vào cái tiêu chuẩn phụ này để chẩn đoán. Đấy là ngoại tâm thu nhĩ dẫn chuyển lệch hướng, nhất là trường hợp mà quy giãn rộng khó phân biệt ngoại âm thu thất ấy, để xem nó là ngoại âm thu thất hay ngoại âm thu nhĩ dẫn chuyển lệch hướng, mà tí tôi sẽ nói phần sau. Đấy thì người ta thấy rằng là dạng dịch nhịp là gì ạ? Chúng ta có ba dạng, đúng không? Dạng nhịp nghỉ bù này, dạng dịch nhịp và dạng xen kẽ, đúng không? Thế thì cái dạng dịch nhịp này thì là rất hay gặp trong ngoại tâm thu nhĩ. Dịch nhịp là gì? Là người ta sẽ đo, đấy, các anh chị thấy này, trong trường hợp này đúng ra người ta sẽ đo cái khoảng R từ cái sóng R đi trước của cái nhát ngoại âm thu nhĩ này, đấy, cho tới sóng R của ngoại tâm thu nhĩ và tới cái sóng R phía đằng sau của nhát ngoại âm thu đó, đúng không? Đấy, người ta gọi là khoảng R, R phẩy, R, để mà so sánh với một khoảng R, R cơ bản thì người ta thấy rằng nó lớn hơn, và nếu mà so với hai khoảng R cơ bản thì nó nhỏ hơn, tức là nó không phải nhị bù. Đấy, thế như vậy rằng là thực ra cái tiêu chuẩn quan trọng nhất là gì, là có sóng P phẩy đi đằng trước phức bộ QS, một nhát bóp đến sớm và có sóng P phẩy đi đằng trước. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất để chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ. Thế còn tất nhiên là điển hình thì là QS nó phải thanh mảnh như nhát nhịp xoang, thế còn không điển hình nó có thể giãn rộng ra dẫn chuyển lệch hướng, vân vân, đúng không? Thế các hình thái ngoại tâm thu nhĩ trên điện tâm đồ mà chúng ta thu được thì có rất nhiều những cái dạng khác nhau, và người ta thấy rằng là cái xung động từ lá nhắc và tâm thu nhĩ đó đi qua nút nhị thất rồi xuống bó hít phải, bó hít trái để xuống cử tâm thất ấy, thì nó sẽ
dựa vào cái chức năng dẫn truyền của toàn bộ hệ thống dẫn truyền này thì nó sẽ tạo ra những cái hình thái ngoại tâm thu nhĩ rất là khác nhau. Đấy, ví dụ trên ví dụ này các anh chị thấy. Đấy. Thế thì đây là một cái nhịp xoang đúng không? Đấy, cái nhát thứ ba, cái nhát đầu tiên là một cái nhịp xoang thì chúng ta thấy là cái nhát thứ hai là đến sớm đúng không? Đến sớm thì chúng ta đo cái khoảng PP phẩy này thì ngắn hơn một khoảng PP bình thường. Nhát P phẩy này phía sau nó là một cái phức bộ QS mà QS này chúng ta thấy là thanh mảnh giống hệt nhát QS lúc nhịp xoang đúng không? Thì cái này là ngoại tâm thu nhĩ chắc chắn. Sau đó là một cái nhịp xoang, một cái nhịp xoang tiếp theo nữa. Và sau cái nhịp xoang này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Xuất hiện một cái sóng P phẩy. Đấy, nó rơi vào sóng T của phức bộ QS đi trước đúng không? Nó làm cho biến dạng. Anh các chị so sánh cái sóng T này và cái sóng T mà không có ngoại âm thu rõ ràng là khác nhau đúng không? Cái điều đó chứng tỏ rằng đây là cái sóng P phẩy nó rơi vào đây. Nhưng sau nhát P phẩy này thì chúng ta thấy sao ạ? Hoàn toàn không có phức bộ QS đâu nữa cả. Đấy, thì chúng ta gọi là gì ạ? Ngoại tâm thu nhĩ là sao ạ? Bị block đúng không? Tức là nó làm sao? Nó khử cực tâm nhĩ rồi nhưng mà khi mà đi xuống tới nút nhị thất nó không dẫn xuống được tâm thất để khử cực tâm thất nữa. Lý do là gì ạ? Là cái nút nhị thất đó là cái thân mô hít đó nó đang ở thời kỳ trơ do cái nhịp xoang trước đó nó đi qua. Thì bây giờ nó không cho xung động đi xuống. Thế là nó chỉ có sóng P thôi mà không có QS. Và chính cái ngoại tâm thu nhĩ bị block này đôi khi nó sẽ gây ra triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân. Giống như các trường hợp gì ạ? Nhịp tim chậm. Đúng không? Đấy, lúc này không có thất thu. Tâm thất hoàn toàn không có bóp gì cả. Do đó chúng ta không có máu đi vào cơ thể. Nhịp tim lúc bây giờ sẽ là khá là chậm và bệnh nhân sẽ có những biểu hiện của nhịp chậm. Thế nên trong trường hợp này người ta gọi là ngoại tâm thu nhĩ bị block, đúng không? Hoặc là trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là trên cơ sở một cái nhịp xoang như thế này, đúng không? Anh chị thấy đây có hai nhịp xoang. Đấy, xuất hiện hai cái nhát bóp đến sớm, đấy cái nhịp xoang đầu tiên đây, xuất hiện một nhát bóp đến sớm. Với phức bộ QS làm sao ạ? Giãn rộng khác với cả các nhịp phức bộ QS của nhịp cơ sở. Và đến cái nhát này 3 4 5 6 cái nhát thứ 6 này chúng ta thấy cũng là một nhát bóp đến sớm. Và phức độ QS làm sao cũng giãn rộng STT trên trái chiều nữa. Thế cái nhát giãn rộng này là ngoại tâm thu thất hay là ngoại tâm thu nhĩ có dẫn truyền lệch hướng? Tôi cũng giải thích một chút, ở đây có các anh chị đã biết rồi nhưng các anh chị cũng có thể là cũng còn chưa quen với khái niệm dẫn truyền lệch hướng. Dẫn truyền lệch hướng là gì? Đây là một cái dạng block nhánh chức năng. Khi mà nhịp tim hoàn toàn bình thường thì phức độ QS vẫn thanh này, nhưng mà khi mà nhịp tim nhanh lên hoặc là xuất hiện một cái nhát ngoại tâm thu đến sớm ở trên nhĩ, cái xung động đó sẽ đi xuống tới nút nhị thất, vẫn dẫn truyền qua nút nhị thất được, xuống tới cái chỗ chạc ba giữa nhánh hít phải và nhánh hít trái, đúng không? Thì bình thường nó sẽ dẫn đều cả hai bên để đi xuống khử tâm thất đó. Thế thì hai nhánh hít đó, nhánh hít phải trái đó thì cái đặc điểm địa sinh lý khác nhau. Thằng hít trái thì thời kỳ trơ nó sao ạ? Nó dài hơn. Còn nhánh hít phải nhánh phải thì thời kỳ đó nó dài hơn, còn nhánh trái thì kỳ trơ nó ngắn hơn. Thế ra cái xung động đi đến đấy thì là cái nhánh trái thì đã thoát khỏi thời kỳ chơi rồi, bởi thời gian trơ nó ngắn, chơi hiệu quả nó rất ngắn thôi, thì nó dẫn qua nhánh trái. Thế còn thằng phải thì làm sao? Nó vẫn đang thời kỳ trơ, đâm ra là nó không qua được nhánh phải và xung động nó chỉ qua nhánh trái thôi, thì nó phải khử cực tâm thất trái xong nó mới đi sang phải. Như vậy tổng số thời gian khử cực tâm thất nó sẽ kéo dài, làm cho phức bộ QS nó sẽ giãn rộng. Đúng không? Và cái hiện tượng QS giãn rộng đó nó chỉ xuất hiện khi mà có những nhát ngoại tâm thu hoặc nhịp tim quá nhanh. Đấy, thì người ta gọi là dẫn truyền lệch hướng. Thế thì trong trường hợp này thì làm sao phân biệt được hai cái dạng là đây ngoại âm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng hay ngoại âm thu thất, đúng không? Thì chúng ta cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm gì ạ? Sóng P phẩy ở phía trước của phức bộ QS. Đấy, thì chúng ta thấy phức bộ QS này là sao? Đấy, ngay đằng sau sóng T của phức bộ trước thì chúng ta thấy rằng là một cái sóng dương như thế này, đúng không? Đấy, và cái nhịp ngoại âm thu này cũng thế, chúng ta thấy rằng là có một cái sóng dương ở phía đằng sau sóng T này. Đây chính là cái sóng P phẩy. Và một cái sóng P phẩy đi trước một cái phức bộ QS, cho dù nó là thanh mảnh hay nó là giãn rộng thì chúng ta đều được phép chẩn đoán đấy là ngoại tâm thu nhĩ. Và nếu là giãn rộng thì chúng ta chẩn đoán là ngoại tâm thu nhĩ có dẫn truyền lệch hướng. Thế còn thanh mảnh thì đấy là ngoại tâm thu nhĩ thông thường, đúng không? Thế trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh một cái nhát nhịp xoang thì chúng ta lại có một cái nhát ngoại tâm thu nhĩ, đúng không? Cứ một nhịp xoang một cái ngoại tâm thu nhĩ. Ngoại tâm thu nhĩ bởi vì có sóng P phẩy đằng trước, có phức bộ QS thanh mảnh đi đằng sau, thì trong trường hợp này chúng ta gọi là ngoại tâm thu nhĩ nhịp đôi, đúng không? Rồi những cái ngoại tâm thu nhĩ như chúng ta thấy rằng đây sau một cái nhát nhịp xoang xuất hiện đến ba nhát ngoại tâm thu nhĩ đi liền nhau, sau đó lại là gì ạ? Là nhịp xoang. Thì những cái ngoại tâm thu nhĩ đi thành chùm ba trở lên thì chúng ta gọi là một cái cơn tim nhanh nhĩ, đúng không? Và những cái cơn tim nhanh nhĩ đó thì nếu mà ví dụ trong trường hợp mà ba cái sóng P phẩy đó nó giống nhau thì thông thường xuất phát từ một ổ. Thế còn nếu mà
các cái sóng P phẩy đó nó khác nhau, có từ trên hai ổ trở lên, đúng không? Ví dụ trong trường hợp này các anh các chị nhìn thấy ở cái chuyển đạo D2 kéo dài, đây sau một cái nhịp xoang xuất hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ngoại âm thu nhĩ và hình dạng rất khác nhau, cái thì dương, cái thì âm như thế này, đúng không? Ít nhất là hai ổ như thế này. Đấy, thì trong trường hợp này chúng ta gọi là nhịp nhanh nhĩ đạo. Thế còn chẩn đoán ngoại tâm thu thất trên điện âm đồ thì chúng ta dựa vào những tiêu chuẩn gì, đúng không? Cái đầu tiên là gì ạ? Xuất phát từ thất, âm ra là hoàn toàn không có cực nhĩ, đa số là không có cực nhĩ. Thế nhưng một số ít trường hợp nó sẽ dẫn truyền ngược từ thất lên, thì có sóng P nhưng sóng P nó sẽ rơi vào trong khúc bộ QF mà chúng ta không nhìn thấy, đúng không? Thế thì tiêu chuẩn đầu tiên là không có sóng P phẩy đi đằng trước. Thứ hai là nó phải đến sớm, thể hiện là RR phẩy nhỏ hơn RR. Cái tiêu chuẩn thứ ba cũng khá quan trọng, đó là phức bộ QS của cái nhát ngoại âm thu đó nó sẽ giãn rộng hơn so với cả các phức bộ QS lúc nhịp xoang thông thường, đúng không? Và đấy là do hiện tượng khử cực bất thường, đúng không? Tức là nó sẽ xuất phát từ tâm một cái tâm thất nào đó bên phải hoặc bên trái, đâm ra là QS giãn rộng và khử cực bất thường, sau đó nó kéo theo cái chuyện là tái cực nó cũng không được bình thường, nó làm cho đoạn STT nó sẽ chênh trái chiều với phức bộ QS đó, đúng không? Và các anh chị lưu ý cái dạng ngoại tâm thu trong trường hợp ngoại thu thất ấy, thì cái biến đổi của nó là gì ạ? Nó sẽ có cái dạng nghỉ bù, có nghĩa là đo một khoảng cách từ sóng R đi trước ngoại âm thu đến sóng R sau ngoại âm thu thì bằng đúng hai khoảng RR cơ sở, đúng không? Đây là gọi là dạng nghỉ bù. Đây là một cái ví dụ, đúng không? Trên cơ sở một cái nhịp xoang thì chúng ta thấy một cái nhát bóp đến sớm, không có sóng P đằng trước, bộ quyết giãn rộng, đây là cái ngoại âm thu thất, đúng không? Và cứ một ngoại âm thu nhĩ có một nhịp xoang có một ngoại âm thu thất, một nhịp xoang ngoại âm thu thất, chúng ta gọi là ngoại âm thu thất nhịp đôi. Và cũng như vậy là ba nhịp thì có một ngoại âm thu thì chúng ta gọi ngoại âm thu thất nhịp ba đấy, hoặc là ngoại âm thu thất đi thành hai chiếc đi sát nhau như này thì gọi ngoại âm thu thất chùm đôi, đúng không ạ? Đấy, hoặc trong trường hợp này bên cạnh những cái nhát nhịp xoang này chúng ta thấy là đây là ngoại âm thu thất, cứ một nhát bình thường lại là một nhát ngoại âm thu thì đây là ngoại âm thu thất nhịp đôi. Nhưng mà chúng ta để ý kỹ thì thấy rằng là những cái nhát ngoại tâm thu thất này hình dạng của nó cũng khác nhau tùy từng nhát một, đúng không ạ? Ít nhất ở đây là có ba dạng khác nhau đấy, thì trên hai dạng khác nhau thì chúng ta được chẩn đoán là ngoại tâm thu thất đa dạng. Đấy là những cái ngoại âm thu đa dạng, cũng là một cái dạng ngoại âm thu thất khá là nguy hiểm. Đây là một cái dạng nữa, các anh các chị thấy là trên cơ sở vài cái nhát nhịp xoang đây xuất hiện một cái nhát ngoại tâm thu, đúng không? Và cái ngoại tâm thu này thì các anh các chị thấy rằng là gì ạ? Là đấy, chúng ta thấy để ý thấy rằng là cái ngoại tâm thu này đến khá sớm, đúng không? Đây là cái sóng T của bệnh nhân nha, sóng T hai pha âm dương. Đấy, thì cái nhát ngoại tâm thu này rơi đúng vào gần đỉnh của cái sóng T, đúng không? Ở gần sườn xuống, phần đầu của sườn xuống của sóng T. Thì cái trường hợp này người ta gọi là ngoại tâm thu thất sớm hay là ngoại tâm thu thất dạng R trên T, tức là phức bộ QS của giác ngoại âm thu đó rơi đúng vào sóng T của cái nhịp xoang đi trước. Và chúng ta biết là ở cái giai đoạn mà gọi là đỉnh của sóng T hoặc sườn xuống của sóng T, đây là cái giai đoạn gọi là giai đoạn siêu kích thích của tế bào cơ tim. Đấy, khi mà một kích thích đánh vào cái giai đoạn này thì thường nó sẽ gây ra những cái rối loạn nhịp tim, nó đáp ứng rất mạnh, đúng không ạ? Gọi giai đoạn siêu kích thích thì nó có thể gây ra những cái rối loạn nhịp thất này. Ví dụ những trường hợp này các anh các chị thấy rằng là những cái nhát ngoại tâm thu, đúng không ạ? Chúng ta thấy là trên cơ sở một cái nhịp xoang này, trên một cái bệnh nhân bị bệnh mạch vành, chúng ta thấy ST nó chênh lên khá nhiều như thế này, để xuất hiện những cái ngoại tâm thu thất này. Hai cái ngoại tâm thu thất đầu tiên này thì là đi còn tương nó sớm nhưng mà nó còn tương đối muộn, tức là vào chân của sóng T của phức bộ phía đây trước. Nhưng đến cái nhát ngoại tâm thu thất thứ ba thì các anh chị thấy nó rơi đúng vào đỉnh sóng T, đúng không ạ? Và từ đó nó bắt đầu làm sao ạ, nó khởi phát ra cái cơn rung thất. Giới thiệu với các anh chị một cái dạng ngoại tâm thu thất rất hay gặp trên lâm sàng, đúng không? Các anh các chị để ý nhìn được rõ không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy rằng là sau hai cái nhịp xoang thì chúng ta thấy là có một cái phức bộ QS đến sớm, không có sóng P đằng trước, đúng không? Và phức bộ QS này các anh chị để ý là nó có dạng block nhánh gì ạ? Cái này bên phải bên trái ạ? Bên nào ạ? Bên phải, vâng, bên phải. Bởi vì sao ạ? Vì cái ngoại tâm thu thất này có cái phức bộ QS giãn rộng dạng block nhánh trái, đúng không? Giống như là trong trường hợp block nhánh trái, nó phải cực bên phải trước, đấy, sau đó sang bên trái sau, đúng không? Thì như vậy là cái ổ khởi phát từ bên phải. Đấy, thế như vậy rằng là nhìn ở các chuyển đạo trước tim thì chúng ta thấy rằng là phức bộ QS giãn rộng dạng block nhánh trái, nghĩa là bên phải. Thứ hai nữa là chúng ta nhìn ở các chuyển đạo sau dưới D2, D3, AVS thì QS của cái nhát ngoại tâm thu này là dương, đúng không? Dương thì điều đó chứng tỏ là gì ạ? Là cái ổ ngoại vị, cái ổ khởi phát đó nó nằm ở cao, đúng không? Thì cái vector khử cực nó sẽ khử cực từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới. Đấy, như vậy các chuyển đạo D2, D3 và cái chuyển đạo sau dưới nó sẽ thu cái vector đó, đúng không? Thế như vậy cái vùng cao đó thường là gì ạ? Là ở đường ra thất phải, là cái vùng gọi là cao nhất.
Đấy, thế thì như vậy rằng là đây là cái ngoại tâm thu thất với hình dạng như này thì gợi ý đây cái ổ khởi phát nó nằm ở vùng đường ra thất phải. Mà các anh chị biết rằng là ở vùng đường ra thất là những cái ngoại tâm thu thất như này là thường là không kèm theo một cái bệnh bệnh tim bệnh tổn gì hết. Mà chúng ta gọi là ngoại tâm thu thất cơ năng, đúng không? Và với cái ngoại tâm thu thất cơ năng này thì tiên lượng rất là tốt. Hầu như, để tôi nói, hầu như không có những cái rối loạn nhịp mà nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh cho dù chúng ta không cần điều trị. Đấy. Thế còn một số trường hợp thì nó có thể khởi phát ra những cơn nhịp nhanh thất nằm ở vùng đường gian thất phải. Đấy, những cơn nhịp nhanh thất đó thì thường là gì ạ? Một là nó ngắn, người chúng ta gọi là cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ. Đấy. Thì có thể là bệnh nhân chỉ choáng một tí thôi, hoặc là có triệu chứng sau đó cơn nó tự hết ngay. Nó không giống như những cơn nhịp nhanh thất ở người có bệnh tim thực tổn, là những cơn nhịp nhanh thất nó gây rối loạn huyết động và có thể gây ngất, hoặc là tiến nó thoái triển thành những cái cơn rung thất. Đúng không? Thế thì đứng trước một cái bệnh nhân mà có ngoại tâm thu thất như thế này thì chúng ta cũng không đáng ngại lắm, cho dù là bệnh nhân có triệu chứng. Đấy. Hoặc là ví dụ như là cái trường hợp mà chúng tôi trao đổi với anh chị đầu tiên đấy, nếu mà ở khoa sản có mời với các anh các chị lên hội chẩn để xử trí cái trường hợp sắp chuyển dạ mà có ngoại tâm thu thất như thế này, đúng không? Mà nếu chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đã trước đó làm siêu âm tim mà hoàn toàn không có bệnh tim thực tổn cộng thêm với cả ngoại tâm thu như thế này thì có thể chúng ta không cần phải điều trị gì hết, không cần xử trí gì hết, cho chuyển dạ thông bình thường. Tất nhiên cẩn thận thì chúng ta vẫn chuẩn bị sẵn, đúng không? Các cái thuốc mà chúng ta lúc nào cần thiết thì chúng ta điều trị. Tôi nói ví dụ như là chẳng may đã xuất hiện thành nhịp nhanh thất chẳng hạn thì chúng ta phải xử trí, nhưng mà nhìn chung ấy thì ít khi nó tiến triển thành những rối loạn nhịp nguy hiểm. Và nếu chỉ dựa vào hình thái ngoại tâm thu thất ấy, thì chúng ta có phân độ lao để đánh giá cái mức độ nguy hiểm, đúng không? Thì độ càng cao thì càng nguy hiểm. Tôi nói ví dụ như là ngoại tâm thu thất đa ổ, ngoại tâm thu thất trùng đôi, hoặc là nhịp nhanh thất, hoặc là ngoại tâm thu thất sớm. Thế đây là những cái ngoại tâm thu thất là khá nguy hiểm. Đấy, bởi vì là càng nguy hiểm thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ quyết định cái vấn đề điều trị của bệnh nhân về sau này sẽ là như thế nào, đúng không? Tôi cũng xin trình bày sơ qua một cái phần cũng khá là quan trọng, đó là chẩn đoán phân biệt giữa ngoại tâm thu thất với ngoại tâm thu nhĩ có dẫn truyền lệ hướng. Tức là đứng trước một cái bệnh nhân, đúng không, là có một cái nhịp ngoại tâm thu mà phúc bộ khuyết giãn rộng thì chúng ta phải chẩn đoán phân biệt đây là ngoại tâm thu thất hay là ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệ hướng. Bởi vì cũng có những trường hợp mà tôi nói ví dụ như là đòi hỏi chúng ta phải sử dụng một số thuốc đặc biệt để điều trị những bệnh lý của bệnh nhân đó. Thế nhưng mà có thể nếu mà ngoại tâm thu thất mà chúng ta dùng thuốc đó thì nó sẽ nguy hiểm. Đấy, ví dụ một bệnh nhân suy tim, đúng không? Đấy, mà bây giờ chúng ta là đang điều trị bằng dioxin để điều trị cho bệnh nhân. Thế bây giờ lại xuất hiện một cái ngoại tâm thu thất mà khuyết giãn rộng như thế này. Đấy, thì nếu đó là ngoại tâm thu thất thì làm sao ạ? Thì chúng ta phải ngừng dioxin. Đấy, một là ngoại tâm thu thất đó có thể do ngộ độc dioxin gây ra. Thứ hai nữa là nếu trên nền bệnh nhân đang có ngoại tâm thu thất mà chúng ta dùng dioxin, dioxin bản chất của một cái thuốc là cái thuốc mà nó có thể làm tăng tính kích thích cơ thất, thì từ cái ngoại tâm thu thất đó nó có thể tiến triển thành những cái rối loạn nhịp thất nguy hiểm hơn, đúng không? Thế trên nền nhịp xoang thì việc chẩn đoán nó cũng không có gì khó khăn cả. Đấy, như chúng tôi cũng vừa nói với các anh chị, việc đầu tiên là chúng ta phải tìm cái sóng P phải đi trước phúc bộ QS có hay không. Thế nếu mà ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng thì bắt buộc là phải có, đúng không? Ngoại tâm thu thất thì không. Thế như vậy là chúng ta phải tìm xong P phẩy thôi, đúng không? Thế trong trường hợp này thì các anh chị thấy rằng là cái P phẩy nhìn có rõ không ạ? Nhìn cũng khá rõ ở đây, sườn xuống của sóng T đây này, đúng không? Các anh chị đây. À, đây là cái sóng T, à đây là cái sóng P phẩy. Đấy. Thế do đó rằng là sau P phẩy này là phúc bộ khuyết giãn rộng thì ok, đây là một cái ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng chứ không phải ngoại tâm thu thất, đúng không? Đấy. Thế thì cũng có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là khó nhìn cái sóng P phẩy, đúng không? Đấy, nhất là những trường hợp mà nó không đầy đủ 12 chuyển đạo giống như điện đồ bề mặt. Ở đây các chị nào mà đã từng đọc Holter điện tâm đồ, đúng không? Holter điện tâm đồ là chúng ta chỉ có ba kênh thôi, ba chuyển đạo thôi, nó không kia 12 chuyển đạo này chúng ta không nhìn được rõ P phẩy, chúng ta nhìn chuyển đạo khác, đúng không? Thế thì đối với trường hợp Holter điện tâm đồ thì đôi khi là gì ạ, là cũng là khó khăn khi mà chúng ta tìm sóng P phẩy. Thế ví dụ trên cái điện tâm đồ ở trên cái Holter điện tâm đồ này, đúng không, thì chúng ta thấy rằng là xen kẽ giữa hai cái nhịp xoang với phúc bộ quét thanh mảnh xuất hiện một cái nhân ngoại âm thu phía giãn rộng, đúng không? Và sau đó lại hai cái nhịp xoang lại một phúc bộ phía giãn rộng. Thế thì chúng ta để ý xem là trên cái phía trước cái phúc bộ phía giãn rộng này có sóng P phẩy không ạ? Có không ạ? Hằng đồng chí có nhìn thấy không? Ngồi gần nhất. Ừ. Biến đổi thế nào? Ừ. Ok, vâng.
ở chung ở đấy. Rồi, cảm ơn đồng chí Hằng. Đúng là gì, bao giờ cũng thế đúng không? Những trường hợp mà rõ như cái điện đồ trước thì ok, mình thấy là rơi phía sau, thấy là sóng T nó có hai đỉnh đúng không, hoặc là rơi vào cái sườn xuống, sườn nếu không thể nào có những cái khớp hay có những kia đấy được đúng không. Thế thì có những trường hợp kiểu như thế này đúng không, thì lúc bây giờ chúng ta phải nhìn vào cái sóng T. Thực ra nếu mà chúng ta nhìn vào sóng T đây, ba cái sóng T ở ba chuyển đạo này đi trước của cái nhát quản thu đó, với cả ba cái sóng với cái sóng T như này đúng không, chúng ta thấy thực ra mà nó nhìn thì nhìn thoáng qua chúng ta thấy nó chẳng có gì khác lắm đúng không, không thấy sóng P phẩy đâu cả, rơi vào đấy đúng không. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn cả là cái sóng P phẩy nó rơi vào đấy, đôi khi nó không phải tạo thành những cái khớp, những cái khía đâu đấy, mà nó làm nó gây biến dạng một chút cái sóng T đấy thôi đúng không. Thế chúng ta cần phải so sánh cái sóng T này với cả cái sóng T đi đằng trước đó mà không có ngoại tâm thu đi phía sau đấy. Thì nếu mà để ý kỹ thì chúng ta thấy rằng là những cái sóng T mà có ngoại tâm thu này này, mà phía sau ngoại tâm thu ấy, thì đỉnh của nó làm sao ạ, nó nhọn hơn so với cả những cái sóng T mà không có ngoại tâm thu sau đấy, nó chỉ biến đổi khác một chút thôi đúng không ạ. Thế thì trong trường hợp này thì cái sóng T mà nó biến đổi, nó nhọn, nó chính là do cái sóng P phẩy nó rơi vào. Thế như vậy trong trường hợp này là phức bộ quyết giãn rộng đó có P phẩy đi trước đấy, và chúng ta sẽ chẩn đoán đây là ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệ thường đúng không. Hoặc là chúng ta có thể thêm một vài những cái tiêu chuẩn khác, những tiêu chuẩn phụ như chúng tôi vừa nói xong đấy. Đấy, đấy là gì? Là chúng ta xem có nghỉ bù hay là dịch nhịp, đúng không? Nếu nghỉ bù thì ok, nó là gì ạ? Là ngoại tâm thu thất. Nghĩ đến nhiều thì ngoại tâm thu thất, đúng không? Còn dịch nhịp thì nó lại bổ sung thêm cái chuyện vừa xong, nó chính là ngoại tâm thu nhĩ, đúng không? Thế rồi là gì ạ? Rồi chúng ta sẽ để ý cái phức bộ QS của nhát ngoại tâm thu đó. Thì chúng ta biết rằng ngoại tâm thu nhĩ là vẫn phải dẫn truyền từ trên nhĩ xuống thất, đúng không? Đấy, thì do đó là cái phần đầu tiên khi mà dẫn qua nút nhị thất, nhận ra thân bó hít, rồi phần đầu tiên của cái nhánh hít bên trái thì chúng ta đã học bài điện tâm đồ cơ bản rồi đúng không. Là cái khử cực phần đầu của vách liên thất chính là cái do gì ạ, do xung động nó đi qua cái chỗ nhánh hít bên trái đấy, nó khử cực phần đầu phía bên trái của vách liên thất đấy. Nó tạo ra sóng Q ở các chuyển đạo V5 V6 hoặc là R ở các chuyển đạo bên phải đấy, vân vân. Thế thì khi mà xung động từ trên nhị đi xuống dưới thì cái phần đầu tiên vẫn là cực bình thường, nó chỉ xuống tới nhánh hít phải nó mới bị block thôi, nó mới bị dẫn truyền lực hướng thôi đúng không. Thế do đó là khi người ta so sánh cái phần đầu của phức bộ QS của nhánh ngoạn thu đó với cả lúc nhịp sang, người ta thấy là tương đối giống nhau đúng không? Còn trong khi đó thứ của ngoạn thu thất thì nó khác. Thế và đặc biệt là đối với trường hợp mà phức bộ QS của nhánh ngoại tâm thu đó mà người ta thấy rằng là có cái dạng đồng hướng âm hoặc đồng hướng dương, tức là ở các chuyển đạo trước tim từ V1 đến V6 tất cả các phức bộ QS nó đều dương hết thì gọi đồng hướng dương, hoặc là đều âm hết thì gọi đồng hướng âm. Đấy là cái dạng khử tâm thất hoàn toàn bất thường, không phải từ trên xuống dưới. Thì như vậy cái nguồn gốc của nó là từ tâm thất chứ không phải là từ trên nhị đi xuống nữa. Đúng không? Thế như vậy là nếu có cái hình ảnh đồng hướng âm đồng dương này thì chúng ta nghĩ nhiều đến đấy là ngoại tâm thất. À. Cũng có những trường hợp khá là khó khăn. Đúng không? À. À, phần tiếp theo chúng tôi muốn đi qua một chút về mặt lâm sàng, những cái hiệu chứng do ngoại tâm thu thất gây ra như thế nào, đúng không? Bởi vì đôi khi cái việc xác định cái quyết định điều trị ngoại tâm thu thất chúng ta cũng dựa vào ngoại tâm thu thất đó có triệu chứng hay không. Nếu không có triệu chứng chúng ta điều trị làm gì, đúng không? Không nguy hiểm chúng ta điều trị làm gì, đúng không? Thế thì cũng phải nói với các anh các chị là như này, đối với những trường hợp ngoại tâm thu thất nói chung, trong đó bao gồm cả ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm thu thất thì đa số là không có triệu chứng, hoặc là chỉ triệu chứng rất nhẹ nhàng thôi, rất ít thôi. Đấy, như tôi nói với các anh chị đấy, phần nhiều bệnh nhân là phát hiện tình cờ qua là cái chuyện là đi khám sức khỏe định kỳ, hoặc là các anh các chị biết rằng là mỗi cái đợt sinh viên, tất nhiên là chúng tôi không phải là người giảng sinh viên, nhưng mà cũng là mỗi cái đợt sinh viên E2 trước kia đi qua tim mạch đấy, được các thầy hướng dẫn là gì ạ, nghe tim đấy. Thế là nghe tim đầu tiên là nghe tim người bình thường đấy, nghe cho mấy cái ông tăng huyết áp nọ kia vân vân đúng không, đã đấy tiếng tim người bình thường như thế, không đến nổi thế, đều là như thế vân vân. Thế xong bắt đầu là nghe cho nhau đấy, thế nghe nhau thì thấy rằng là vừa người bình thường thì rất là đều, như thế tự nhiên là nghe cho người này thấy nó không đều lắm. Thế bắt đầu đấy mời thầy hoặc là nhờ các bác sĩ ở khoa xem hộ, đúng không? Thì làm điện tâm đồ mới phát hiện ra ngoại tâm thu thất nhịp đôi. Và trong khi đó là chúng tôi hỏi cậu sinh viên đó là sinh hoạt mọi thứ bình thường, to khỏe, vẫn chơi thể thao, tập xà đơn xà kép, lăng nghiếc thứ đầy đủ, không vấn đề gì, đúng không? Siêu âm tim hoàn toàn bình thường. Những trường hợp đó thì không ai người ta điều trị cả, đúng không? Những trường hợp đó là những trường hợp mà ngoại tâm thu thất không triệu chứng. Nhưng mà nhìn chung đối với những các cái nghiên cứu trên thế giới, người ta thấy rằng là những cái trường hợp ngoại tâm thu thất mà không có bệnh tim thực tổn đa số là không có triệu chứng. Đôi khi những triệu chứng về sau này xuất hiện là do tâm lý. Tôi nói ví dụ đi khám bác sĩ Hằng vì ngoại tâm thu thất, mặc dù khi đi khám chẳng có triệu chứng gì cả đâu, nhưng đến bác sĩ Hằng dọa cho ngoại tâm thu thất này nguy hiểm, là có thể gây chết người. Thế là bắt đầu lo lắng, thế là bắt đầu chuyển đến tuyến trên. Tôi nói ví dụ thế, chuyển đến tuyến trên đi khám.
Thế là bác sĩ hỏi là đủ thứ, là tức ngực, là khó thở nó kia, mà trong khi đó trước khi khám bác sĩ Hằng, khi là bệnh nhân vẫn hoàn toàn sinh hoạt mọi thứ bình thường, không gì hết, đúng không ạ? Thế chính vì vậy đôi khi là chúng ta phải hỏi rất là kỹ để chúng ta quyết định cái chuyện là sau này có điều trị cho bệnh nhân hay không, đúng không? Thế thì các triệu chứng gây ra do ngoại âm thu thất ý, thì các chị biết rằng là nó có thể do chính giác ngoại âm thu đó gây ra, hoặc là do cái nhát sau đó, đúng không? Thế thì ngoại âm thu có thể gây ra những cảm giác hẫng hụt, đúng không? Giống như là bước hụt vào cái hố, nhiều khi bệnh nhân người ta mô tả như thế, đúng không? Đấy, hoặc là nhộn rộn ở trong ngực đấy. Thế rồi là các anh chị biết rằng là cái nhát ngoại âm thu thường là những cái nhát đến sớm, tức là khi lúc bấy giờ là gì ạ? Là chưa có giai đoạn nhĩ thu. Giai đoạn nhĩ thu là cái giai đoạn mà tâm nhĩ nó có bóp nốt 35% lượng máu tâm nhĩ xuống cái tâm thất đấy, để làm sao tâm thất nó đầy máu để nó bơm máu vô cơ thể. Thế như vậy một nhát bóp đến sớm là cái nhai bóp mà chưa đủ, tâm thất chưa đầy máu, nó đã co bóp, nó tống máu đi vô cơ thể rồi. Thì trong trường hợp đó dẫn tới hiện tượng làm sao, cái lượng máu, cung lượng tim nó sẽ giảm, cái lượng máu của nhát ngoại âm thu đó đi ra ngoài nó sẽ ít. Và trong trường hợp vậy làm sao ạ? Thì thường thường là sờ mạch nó sẽ nhỏ hoặc là yếu. Thế thì nhưng mà vấn đề là sau cái nhát ngoại âm thu đó, đúng không? Thì sẽ có một cái thời gian nghỉ bù khá là dài. Tức là giai đoạn đó, giai đoạn tâm thất nó giãn ra và nó chờ để lượng máu ở trên nhĩ nó dồn xuống dưới. Nó dồn xuống giống như một nhát bóp bình thường cộng với cả cái phần mà nó không bóp xuống của cái nhát ngoại âm thu trước đó nữa, nó sẽ làm cho cái nhát bóp đó làm sao nó mạnh hơn so với bình thường đó. Thế và bệnh nhân sẽ cảm nhận được là gì ạ, là có một nhát bóp đập mạnh ở trong lồng ngực đấy, hoặc là bệnh nhân mà đang ngủ ấy, thì bệnh nhân sẽ giật mình, đúng không? Thế đấy là những cái triệu chứng mà do ngoại âm thu gây ra có thể gặp như thế. Thế rồi các triệu chứng khác ví dụ như là căng nghẹn nghẹn, đau tức ở cổ, đúng không ạ? Thì cái này cũng là do cái hiện tượng là gì ạ, một là đối với ngoại âm thu nhĩ thì các anh chị biết rằng là tâm nhĩ nó sẽ co bóp khi mà các van nhĩ thất nó chưa đóng, đặc biệt là van ba lá chưa đóng, van ba lá chưa bóng, chưa mở, nó vẫn đang đóng, mà tâm nhĩ phải nó lại co bóp nữa, thì nó không dồn máu xuống là tâm thất phải, thì nó phải dồn ngược lên trên tĩnh mạch cổ, đúng không? Hoặc là trong trường hợp ngoại tâm thu thất thế thôi, ngoại tâm thu thất là tâm thất nó co bóp đấy, khi mà gì ạ, khi mà cũng có thể là khi mà lúc bấy giờ là tâm nhĩ nó cũng co bóp chẳng hạn, thì van nhĩ thất nó mở ra thì nó bơm từ cái tâm thất nó lên trên tĩnh mạch cổ, nó gây ra cái hiện tượng là gì ạ, cảm giác nghẹn tức ở vùng cổ. Thế rồi các triệu chứng khác như tức không điển hình như là đau tức ngực rồi khó thở rồi mệt mỏi vân vân, đúng không, cũng có thể có. Tuy nhiên đấy là những cái dấu hiệu mà không điển, những triệu chứng không điển hình chúng ta phải chẩn đoán phân biệt khác. Các triệu chứng nặng nề như là hoa mắt chóng mặt rồi thoáng ngất vân vân thì thực ra rất ít khi gặp ở những bệnh nhân ngoại âm thu thất. Nếu có đi chăng nữa thì chúng ta sẽ thấy là đây là những trường hợp mà bệnh nhân suy tim hoặc phải có những bệnh lý nội khoa khác nặng nề hơn, và ngoại âm thu thất dày thì nó có thể ảnh hưởng đến cung lượng tim ở những bệnh nhân như vậy, thì nó gây ra những triệu chứng kia thôi. Chứ còn bản thân ngoại tâm thu thất mà không có bệnh tim thực tổn hoặc bệnh tim thực tổn không nặng nề thì thường là không có triệu chứng đâu, đúng không? Nghe tim thì chúng ta cũng thể phát hiện được nếu mà trên cơ sở tim đều, đúng không? Cái chuyện sờ mạch để phát hiện ra cái ngoại tâm thu thất thì hoàn toàn là không phải là khó, đúng không? Chúng ta thấy là nhiều bệnh nhân người ta còn phát hiện ra thôi, sờ mạch thấy nó đang đều tự nhiên có cái hụt mạch bất mạch vân vân, đúng không? Thì cái chỗ hụt mạch mất mạch đó chính là những lúc ngoại tâm thu, đúng không? Đấy, nhát bóp nó không hiệu quả. Thế ra các anh các chị cũng lưu ý một cái là cũng có những trường hợp bệnh nhân mà người ta phát hiện ra nhịp tim chậm nhờ là cái chuyện người ta bắt mạch hoặc người ta dùng cái máy đo huyết áp để người ta đo mạch, đúng không? Người ta đo huyết áp sau đó nó báo hiệu luôn là nhịp tim của bệnh nhân hoặc là mạch của bệnh nhân nó chậm đấy, và trong khi đó bệnh nhân hoàn toàn không triệu chứng gì. Tôi có những trường hợp bệnh nhân mà nói là tôi đo huyết áp thứ mạch của tôi chỉ có 37-35 thôi, nhưng mà có khó chịu không? Tôi chẳng khó chịu cả đấy. Trường hợp đó là trường hợp mà gì ạ, là ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thu nhịp đôi. Đấy, những nhát ngoại âm thu mà nó làm cho mạch nó yếu đi thì máy chúng ta không sờ được thì máy nó không phát hiện được, mà nó sẽ bỏ qua cái đấy, nó chỉ tính những cái nhát mà không phải ngoại âm thu thôi. Thì lúc bây giờ là ví dụ ngoại âm thu nhịp đôi chẳng hạn, thì như vậy là cái tần số tim lúc mà đo được bằng cái máy đó chỉ bằng một nửa so với tần số người bình thường thôi, tần số tim thực sự người bình thường thôi. Thêm ra là đôi khi những trường hợp mà người ta thông báo với các chị rằng là tôi đo bằng máy đo huyết áp mà nhịp tôi chậm lắm, thì chúng ta phải xác định xem là chậm thực sự hay là ở bệnh nhân đấy có ngoại âm thu. Thế như vậy đứng trước một cái bệnh nhân mà có ngoại tâm thu, đúng không? Thì chúng ta cũng cần phải xác định xem là có nguyên nhân gì hay không, đúng không? Hay là có những cái bệnh lý gì kèm theo, những bệnh lý liên quan mà có thể gây ra ngoại tâm thu hay không. Để làm gì ạ? Một là sẽ giúp chúng ta là chuyện điều trị nguyên nhân để giải quyết cái ngoại tâm thu đó. Hai là để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta quyết định cái chuyện là có điều trị ngoại âm thu ở bệnh nhân đấy không, để có những bệnh nhân thì là cái ngoại âm thu đó nguy hiểm cho bệnh nhân không, đúng không? Thì một loạt những cái bệnh lý tim mạch canh các chị nhìn ở trên kia thì đều có thể gây ra ngoại tâm thu cả. Thế rồi là những cái nguyên nhân ngoài tim thì các anh các chị thấy rằng là đặc biệt là ví dụ như bệnh về tuyến nội tiết và bệnh về phổi,
Đấy, cũng là những cái nguyên nhân rất hay gặp của ngoại tâm thu. Đấy. Rồi các thuốc dùng, đúng không? Đấy. Thế thì bên cạnh những cái nguyên nhân như vậy, những cái bệnh lý nội khoa như vậy, người ta thấy rằng cái tỷ lệ bị ngoại tâm thu khá là nhiều. Thì người ta thấy rằng là một số những yếu tố khác có thể cũng là sẽ làm tăng cái sự xuất hiện của ngoại tâm thu lên. Thế người ta so sánh những trường hợp ngoại tâm thu, có ngoại tâm thu và những trường hợp không có ngoại tâm thu. Để đánh giá xem những yếu tố nào xuất hiện nhiều ở bệnh nhân có ngoại tâm thu, thì người ta thấy rằng một loạt các yếu tố như ở trên, từ mất ngủ, thuốc lá, vận động ít, uống rượu, vân vân, thì có vẻ như xuất hiện nhiều hơn ở những cái nhóm bệnh nhân mà có ngoại tâm thu, đúng không? Hoặc là thậm chí rằng là những cái bệnh nhân mà trên cơ sở có ngoại tâm thu từ trước, mà nếu xuất hiện những yếu tố này thì ngoại tâm thu sẽ xuất hiện nhiều hơn. Thế thì các anh chị thấy rằng trên thực tế có những cái bệnh nhân mà chúng ta được bệnh nhân được chẩn đoán là ngoại tâm thu thất chẳng hạn, tôi nói ví dụ thế, đặc biệt là ngoại tâm thu thất ở đường gan thất phải. Thế thì khi mà chúng ta theo dõi cho bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là cũng có những thời kỳ thì rất nhiều, có những thời kỳ thì ít, đúng không? Đeo Holter có những cái lúc cái thứ thì đến khoảng 10, 15.000, 20.000 ngoại tâm thu thất trong 24 giờ. Nhưng có những thời điểm mà khi bệnh nhân được đeo Holter có khi nó chỉ có khoảng vài trăm hoặc vài nghìn cái thôi, nó ít hơn rất nhiều, đúng không? Đấy là liên quan đến tất cả những yếu tố này. Và đặc biệt là các anh chị thấy rằng là chúng tôi thấy những cái trường hợp ngoại tâm thu thất mà xuất phát ở vùng đường da thất phải thì rất hay gặp ở nữ giới. Đấy, và ở nữ giới đó thì người ta nhiều cái ngoại tâm thu này nó gặp ở nữ nhiều hơn so với nam rất nhiều. Và thứ hai là ở riêng đối tượng nữ giới thứ, người ta thấy rằng là tùy từng giai đoạn ngoại tâm thu thất này nó cũng khác nhau. Ví dụ như đối với lứa tuổi dậy thì này, giai đoạn mà có thai này, hay giai đoạn mà mãn kinh, tiền mãn kinh này, thì người ta thấy cái ngoại tâm thu thất đường da thất phải đó nó nhiều lên một cách rõ ràng và có thể gây khó chịu cho người bệnh. Mà trước đó bệnh nhân cũng có rồi, nhưng hoàn toàn mà số lượng nó không nhiều lắm, và thứ hai bệnh nhân không có triệu chứng, đúng không? Thế thì chính vì thế ra người ta cũng đưa ra một cái giả thuyết rằng là liệu hormone sinh dục nữ, cái estrogen đấy, nó cũng liên quan đến sự xuất hiện của ngoại tâm thu thất hay không, đúng không? Đứng trước một cái ngoại tâm thu, tôi nói ví dụ đặc biệt là ngoại tâm thu thất, đúng không? Ngoại tâm thu nhĩ thì mức độ nguy hiểm như thế rồi, ngoại tâm thu thất thì như vậy là cái ngoại tâm thu thất có nguy hiểm hay không? Nhìn chung ấy thì chúng ta đều cho rằng ngoại tâm thu xuất phát từ tầng thất là đều là nguy hiểm. Nhưng có phải là tất cả các ngoại tâm thu thất đều nguy hiểm hay không? Đúng không? Thì trên thực tế thì người ta thấy rằng là khi mà theo dõi điện tâm đồ ở những người khỏe mạnh đấy, nếu mà ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo đấy, mà bắt được ngoại tâm thu thất đấy, thì người ta thấy rằng là cũng có khoảng 0,6% người trẻ dưới 20 tuổi là bắt được ngoại tâm thu thất. Người trẻ thì thường là chắc là chẳng có bệnh tật gì đâu, đúng không? Người cao tuổi thì cái tỷ lệ này lên tới 2,7%. Đây là điện tâm đồ 12 chuyển đạo. Thế còn nếu mà cho đeo Holter điện đồ thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà có ngoại tâm thu thất thì cao hơn rất nhiều, 80% là có ngoại tâm thu thất, đúng không? Ở đây chắc chắn là chúng ta nếu mà đeo Holter điện đồ ở đây là tôi nghĩ là chắc chắn nhiều người ngoại tâm thu thất. Nhưng mà cái số lượng ngoại tâm thu thất thì nó không nhiều, đúng không? Người ta nói là trong vòng 24 giờ nó có khoảng trên dưới 100 cái ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất thôi, nó không nhiều, đúng không? Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là nếu mà ngoại tâm thu thất mà xảy ra trên cái nhóm người đó mà chưa được phát hiện ra bệnh gì từ trước cả, đúng không? Đấy. Thì người ta thấy rằng là nó cũng có những cái giá trị tiên lượng, hoặc là nó là một cái dấu hiệu báo, dự báo rằng người bệnh có thể mắc những cái bệnh nọ bệnh kia. Đấy, tôi nói ví dụ như trong trường hợp mà ngoại tâm thu thất mà dày trên một cái người mà chưa được chẩn đoán bệnh tim gì cả, đúng không? Khi mà theo dõi sau này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, hoặc là thậm chí tử vong cao hơn so với nhóm mà không có ngoại tâm thu. Thế rồi một nghiên cứu về cái tình trạng xơ vữa mạch máu của người trưởng thành, của người trung niên ấy, thì người ta thấy rằng là nếu mà ngoại tâm thu có thì nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành và tăng nguy cơ tử vong, đúng không? Thế rồi là trên Holter điện tâm đồ, trên một nghiên cứu ở Đài Loan ấy, thì người ta thấy rằng là nếu trong trường hợp mà ngoại tâm thu đơn lẻ thì không nói làm gì, nhưng mà nếu mà ngoại tâm thu mà đa ổ hoặc là những trường hợp nhịp nhanh thất không bền bỉ thì nó cũng có thể là một cái dấu hiệu dự báo rằng là cái bệnh nhân đó thì cái nguy cơ đột tử cũng như là tỷ lệ bệnh mạch vành hoặc là đột quỵ cũng cao hơn là so với nhóm mà không có những cái rối loạn nhịp này, đúng không ạ? Thế thì như vậy rằng là trên thực tế chúng ta thấy rằng cái ngoại tâm thu thất thực tế không phải trường hợp nào nó cũng lành tính, đúng không? Kể cả trong trường hợp mà siêu âm tim hoàn toàn bình thường, có thể nó cũng liên quan một cái bệnh lý nào đó mà bệnh nhân đang mắc. Thế do đó rằng là chúng ta đứng trước một bệnh nhân mà ngoại tâm thu thất cho dù có triệu chứng hay không có triệu chứng thì chúng ta cũng nên thăm dò thêm cho bệnh nhân để giúp cho là gì ạ? Một là tìm xem có nguyên nhân hay không. Thứ hai nữa là để tiên lượng xem là cái ngoại tâm thu thất đó thuộc dạng là ngoại tâm thu thất lành tính hay là ngoại tâm thu thất nguy hiểm. Và từ đó là chúng ta sẽ có những cái phương án là điều trị hay không điều trị. Và điều trị thì là điều trị theo phương án gì, đúng không? Dùng thuốc hay là đốt điện hay cái gì đó, đúng không? Đúng không? Đấy, thì siêu âm tim thì giúp là chúng ta phát hiện ra bệnh tim thực tổn của bệnh nhân. Thế rồi là Holter điện tâm đồ, đúng không? Holter điện tâm đồ thì có thể cho chúng ta những cái số liệu
số lượng ngoại tâm thu này, hình thái ngoại tâm thu ra sao, đúng không? Bởi vì cái chuyện hình thái ngoại tâm thu nó rất quan trọng, các anh các chị vừa xem cái phân độ lao, đúng không? Đấy, thế nếu mà ví dụ như là đơn dạng thì ok không sao, một ổ thì không sao, nhưng mà nhiều ổ thì khác. Thế rồi ngoại tâm thu chùm nó khác ngoại tâm thu đơn lẻ, thế rồi ngoại tâm thu tất đến sớm nó khác với ngoại tâm thu thông thường, đúng không? Thế rồi các phương pháp hô tơ điện tâm đồ kéo dài như là máy ghi sự kiện thì cũng có một cái giá trị nhất định nào đó. Chúng tôi cũng có một trường hợp như thế này, một trường hợp bệnh nhân đó thì có các triệu chứng người ta nói là nghẹt thở, khó thở, mệt lắm, nhưng nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng 5-10 phút thôi, có ngày có ngày không. Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là những cái triệu chứng mà không đặc hiệu như thế do nguyên nhân gì, khám xét mọi thứ hoàn toàn bình thường, đo chức năng hô hấp, siêu âm tim, điện tâm đồ hoàn toàn không vấn đề gì hết, đúng không? Siêu âm tuyến giáp nó cái đủ thứ gì. Thế vì cảm giác nghẹn nghẹn, tức nghẹn ở cổ thứ đó kia vân vân, thế thì cũng nghi nghi và thôi, cho đeo cái hô tơ điện đồ. Đeo hô tơ điện đồ thì chỉ có một vài các ngoạn thu thất thôi, mà trong thời gian đeo bệnh nhân hoàn toàn không có chịu gì hết. Đấy, thế là chúng tôi cũng chưa biết điều trị như nào cả, đúng không? Thế thì cho quyết định cho bệnh nhân là thuê một cái máy gọi là máy ghi sự kiện, máy event recorder. Cái máy đấy nó chỉ bé xíu giống như là cái đóng dấu tên của các anh các chị, bệnh nhân cầm đút túi. Thế thì bởi vì nó xuất hiện từng lúc, mà thứ hai là có ngày có hay không, nên là mình cho đeo hôn tơ điểm đồ thì không phát hiện được. Thế thì có cái máy đó thì bệnh nhân cầm, thì nếu mà trong trường hợp xuất hiện cái dấu hiệu nghẹn tức đó thì bệnh nhân lấy cái máy đó là áp vào vùng ngực. Đấy, bấm nút một cái là nó có thể ghi được điểm đồ trong khoảng một phút. Đấy, thế thì sau khi bệnh nhân thuê cái máy đó về đâu khoảng tuần, hơn tuần gì đó, thì xuất hiện cái cơn nghẹn đó và người ta ghi. Thì đến khi mang lại chúng tôi thấy rằng là ở cái thời điểm bệnh nhân nghẹn đó thứ thì xuất hiện những ngoại tâm thu thất, có lúc đi nhịp đôi, nhịp ba. Thì cái đấy chính là cái nguyên nhân gây ra triệu chứng khó chịu bệnh nhân. Mà trong khi đó thời điểm khác hoàn toàn không ngoạn thu, đúng không? Thế sau đó bệnh nhân này thì được điều trị thuốc, thì bệnh nhân cũng đỡ từ các triệu chứng đó. Nghiệp pháp quan sức điện tâm đồ cũng có một cái giá trị nhất định để điều để chẩn đoán, đúng không? Đặc biệt là chẩn đoán nguyên nhân, đúng không? Xem những cái bệnh nhân đó có kèm theo bệnh tim viêm bốc bộ hay không. Bởi vì chúng ta biết rằng là các cái nghiên cứu mà chúng tôi vừa sâu với anh các chị thấy rằng là nhiều bệnh nhân ngoạn thu thất rồi sau đó phát hiện ra được là cái tỷ lệ bệnh tim viêm bốc bộ tăng hơn, đúng không? Thế và một cái vấn đề nữa mà các anh chị biết rằng là cái chuyện là phát hiện các rối loạn nhịp khác do gắng sức gây ra, đúng không? Và đặc biệt là ngoại thu thất khi gắng sức nó có tăng lên hay không. Thời trước ấy thì thông thường là các thầy các cô hay đưa ra khái niệm ngoại tâm thu thất cơ năng, ngoại thu thất thực tổn, và để xác định sơ bộ xem nó là thuộc dạng gì thì thông thường là ngoài chuyện siêu âm tim thì cho bệnh nhân gắng sức. Nếu bệnh nhân gắng sức lên mà ngoại thu thất nhiều lên thì đấy là ngoại tâm thu thất thực thể. Đấy, bởi vì là mình cho rằng là khi gắng sức nhiều lên thì thiếu máu cơ tim, để xuất hiện nhiều ngoại tâm thu thất lên thì nó liên quan đến thực tổn. Thế còn nếu mà khi mà gắng sức mà ngoại tâm thu ít đi thì gọi là ngoại tâm thu thất cơ năng, trước khi cho là như thế. Nhưng thực ra bây giờ người ta không cho rằng đấy là cái nhóm thăm dò để quyết định cái chuyện ngoại tâm thu thất thực thể hay cơ năng. Bởi vì đôi khi ngoại tâm thu thất nó liên quan đến thần kinh giao cảm, rồi liên quan đến thần kinh phó giao cảm, đúng không? Thế liên quan đến giao cảm thì khi gắng sức nó tăng lên, mặc dù hoàn toàn kiểm tra mạch vành hoàn toàn bình thường, đúng không? Thế nhưng mà trong trường hợp này cái thứ thì nó giúp cho chúng ta để chẩn đoán phát hiện ra cái gì ạ, là cái bệnh tim thiếu mốc bộ của bệnh nhân có hay không. Thế còn thăm dò điện sinh lý tim có giá trị gì không, thực tế mà nó để chẩn đoán ngoại tâm thu thất thì thăm dò chẳng có giá trị gì hết, bởi vì các anh các chị biết rằng là thăm dò nó không gây ra, không tạo ra được ngoại tâm thu thất. Những cơn nhịp nhanh do vòng vào lại thì khi mà thăm dò điện sinh lý có thể gây ra những cơn đó bằng các phương pháp kích thích tim để tái tạo những cơn đó để chúng ta chẩn đoán, nhưng ngoại tâm thu thất thì không, đúng không? Thế do đó thì thăm dò điện sinh lý thực tế nó chỉ giúp chúng ta phân tầng nguy cơ thôi, đúng không ạ? Xem bệnh nhân đó là có kèm theo các rối loạn nhịp gì khác hay không, rồi là khi thăm dò nó dễ gây ra nhanh thất tung thất hay không, vân vân, đúng không? Đối với ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm thu thất thì chúng ta tiên lượng sẽ phụ thuộc vào chủ yếu là hình thái của cái ngoại tâm thu đó. Ngoại tâm thu nhĩ thì nhìn chung nhẹ hơn, đúng không ạ? Thế còn ngoại tâm thu mà nguy hiểm, nếu mà trong trường hợp đó nó là những ngoại tâm thu số lượng nhiều rồi đa dạng đa ổ vân vân theo các phân độ lao thì nó từ lao 3 trở lên, đúng không? Một cái phần tiếp theo đấy phần xử trí những cái ngoại tâm thu, đúng không? Thì đối với ngoại tâm thu nhĩ thì nó ở quyết định điều trị dựa vào là ngoại thu nhĩ đó ở bệnh người có bệnh tim hay không, rồi có triệu chứng hay không để chúng ta quyết định điều trị. Nếu mà một cái bệnh nhân mà hoàn toàn không có bệnh tim thực tổn mà ngoại tâm thu nhĩ lại không có triệu chứng gì cả thì chúng ta chẳng cần điều trị gì hết, đúng không? Tôi có 2-3 bệnh nhân mà anh chị biết rằng là người ta bị ngoại tâm thu nhĩ nhịp đôi, không có triệu chứng. Làm các thăm dò thì hoàn toàn không có bệnh tim thực tổn. Đấy, và chúng tôi không điều trị gì hết. Lúc nào nó cũng ngoại tâm thu thất nhịp đôi, hầu hết các thời gian trong ngày. Đấy, và cho đến bây giờ thì bệnh nhân vẫn sống, vẫn sinh hoạt, mọi thứ bình thường. Và nó cũng không tiến triển thành dung nhĩ.
không tiến triển đến dung nhĩ. Bởi chúng ta ngại nhất cái chuyện rằng là từ cái ngoạn thu nhĩ đó có thể nó không gây triệu chứng nhưng mà nó sẽ gây ra các rối loạn nhịp nhĩ khác bệnh nhân. Nhưng vì bệnh nhân đó là hoàn toàn không có nguy cơ gì khác, hoàn toàn không bị tim tự tổn, nên ra là bệnh nhân vẫn sống chung ngoạn thu nhĩ. Thế còn trong trường hợp ngoại tâm thu nhĩ có triệu chứng và triệu chứng đó thực sự do ngoạn thu gây ra thì chúng ta phải cân nhắc điều trị. Có các yếu tố khởi phát ngoạn thu nhĩ không thì chúng ta phải giải quyết những cái này đi, đúng không? Có những bệnh nhân là gì ạ? Cái viêm xoang hay là tắc mũi mãn tính gì đấy thì cứ liên tục lúc nào nhỏ napazolin, đúng không? Đấy, thì bắt đầu lâm sàng là có ngoại thu nhĩ và khi nhỏ napazolin một lúc sau thì ông khó chịu, hồi hộp nọ kia. Thì lúc đầu nghĩ là cái nhịp nhanh xoang, thì sau đó phát hiện ra là đấy là ngoại thu nhĩ. Thế sau đó là phải bỏ napazolin đi thôi, đúng không? Đôi khi nhiều khi có những người gọi là thành những thói quen nghiện thì không phải, nhưng mà cứ hơi hơi tắc phát là lại dùng napazolin rồi, đúng không? Thế thì bệnh nhân chúng ta phải bỏ những cái thói quen nó không cần thiết. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà không có nguyên nhân chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng thuốc để điều trị những cái nhóm đó. Để có những trường hợp thì chúng ta chỉ cần dùng một tí an thần giảm lo nhẹ nhẹ thôi là bệnh nhân cũng đỡ triệu chứng rồi, và ngoạn thu nó cũng giảm đi, bởi vì những cái ngoạn thu nó cũng tăng lên nếu mà bệnh nhân lo lắng nhiều. Đấy, thế rồi các thuốc chống loạn nhịp tim mà để điều trị ngoạn thu nhĩ thì đầu tiên là chúng ta nên lựa chọn chạy beta giao cả. Đây là những cái nhóm thuốc mà nó khá an toàn, đúng không? Để còn các thuốc chống loạn nhịp tim khác thì chúng ta biết rằng là nó điều trị được rối loạn nhịp nhưng bản thân nó cũng có thể gây ra các cái rối loạn nhịp tim, gây ra nhịp chậm, gây ra QT dài, vân vân, đủ thứ. Thế do đó rằng là ưu tiên nhóm chạy beta giao cảm đầu tiên. Thế còn nếu không đỡ mà đúng thực sự là vẫn do triệu chứng gây ra mà không tìm được nguyên nhân, không thể điều trị nguyên nhân được thì chúng ta có thể lựa chọn các thuốc nhóm 3, ví dụ như là amiodarone hoặc sotalone, vân vân. Ngoạn thu nhĩ thì người ta không đốt điện, đúng không? Nếu mà chỉ ngoạn thu nhĩ đơn thuần. Thế còn trong trường hợp ngoạn thu nhĩ kèm dung nhĩ thì người ta có thể đốt điện, điều trị dung nhĩ và đốt điện cái ngoạn thu nhĩ đấy thôi. Thế còn nếu mà ở một bệnh nhân có bệnh tim thực tổn mà có ngoại tâm thu nhĩ, đúng không? Thì người ta cho rằng cái ngoạn thu nhĩ này nó có thể là một yếu tố mà nó khởi phát cơn dung nhĩ hoặc cơn tim nhanh nhĩ cho những cái đối tượng bệnh nhân đó, đúng không? Tôi nói ví dụ như là một bệnh nhân hẹp hai lá, đúng không? Mà bây giờ vẫn đang nhịp xoang, nhĩ trái to đùng vẫn đang nhịp xoang. Nhưng sau một thời kỳ mà sau đó theo dõi chúng ta thấy rằng xuất hiện những ngoại thu thất, tạo ngoại thu nhĩ. Có thể bệnh nhân hoàn toàn không có chịu gì đâu. Thế nhưng mà nếu theo dõi tiếp mà không điều trị tiếp thì cơn dung nhĩ có thể sẽ xuất hiện ở hầu hết các bệnh nhân như vậy. Thế còn đến khi mà xuất hiện cơn dung nhĩ rồi, đúng không ạ, thì chúng ta thấy rằng triệu chứng nó sẽ nặng nề hơn. Do đó rằng là chúng ta có thể đối tượng như vậy là chúng ta có thể sử dụng các thuốc chống loạn nhịp tim để dập ngay từ đầu đi, dự phòng những cơn dung nhĩ không cho nó xuất hiện đi, đúng không ạ? Thì các nhóm thuốc nhóm 3 hoặc nhóm 1 có thể sử dụng ở những cái đối tượng bệnh nhân này. Thế còn đối tượng ngoại tâm thu thất đấy, thì chúng ta thấy rằng là tiên lượng của nó thì nó không tốt bằng ngoại tâm thu nhĩ. Thế thì việc điều trị ngoại tâm thu thất cũng có thể cân nhắc phụ thuộc vào một loạt những cái kia. Nguyên nhân gây ngoại tâm thu thất là cái gì, đúng không ạ? Không có nguyên nhân khác mà nguyên nhân suy tim rồi nguyên nhân mạch vành thì phải điều trị khác. Thế rồi là có bệnh tim thực tổn hay không, đấy như tôi nói. Có triệu chứng hay không, đúng không? Không có triệu chứng mà không có bệnh tim thì thôi chúng ta chẳng điều trị giống như ta chúng tôi vừa nói. Rồi tính chất hoặc là hình thái của ngoại tâm thu thất đó nó được phân độ lao nào, đúng không? Nguy hiểm hay không nguy hiểm. Đấy, tức là tóm lại, có nguyên nhân hay không, có bệnh tim thực tổn hay không, có triệu chứng hay không và có nguy hiểm hay không. Dựa ở 4 yếu tố đó để chúng ta quyết định chúng ta điều trị cho bệnh nhân ngoại tâm thu thất. Về mặt nguyên tắc là gì? Nếu không đây, không có bệnh tim, không có triệu chứng, không có nguyên nhân, hình thái thì không thuộc dạng nguy hiểm, tức là không có RT, không có chùm, không có nhanh thất vân vân. Thì chúng ta chẳng cần điều trị gì hết, đúng không? Bệnh nhân vẫn an toàn thôi. Nhưng tất nhiên là chúng ta phải như chúng tôi nói, phải làm một số thăm dò để xem có nguyên nhân hay không, được. Nhất là mạch vành khá là kín đáo, đúng không? Thế còn nếu mà ngoại tâm thu thất ở người có bệnh tim thực tổn đấy thì chúng ta phải điều trị. Đấy. Trên thực tế khi trực ấy, thì các chị thấy rằng là chúng tôi thấy có những bệnh nhân ngoại tâm thu thất vào, đúng không? Người ta chỉ hơi khó chịu, chẳng có bệnh tim gì hết, vào mục đích để đốt những trường ngoạn thu thất đường ra thất phải. Đấy, vào nhưng mà các chị trực, các bạn nội chú cao học nhiều khi là tích cực quá, đúng không? Vào cái lôi bệnh nhân ra truyền lidocaine luôn bệnh nhân. Đấy, thế thì truyền lidocaine thì có những bệnh nhân truyền xong cái là sảng, người la hét dữ dội, đập phá lung tung lên, đúng không? Đang tự nhiên yên ổn này, tối lại phải xử trí phải nọ kia, đúng không? Thế do đó chúng ta cũng phải xem cái đối tượng bệnh nhân của chúng ta từ cái ngoạn thu đó có nên điều trị hay không điều trị, đúng không? Thế nếu mà không bệnh tim thực tổn thôi, có bệnh tim thực tổn thì chúng ta phải điều trị, bởi vì là có thể gây nhanh thất trung thất, đúng không? Thế thì thuốc thì có thể là gì ạ? Chúng ta dùng lidocaine rồi polcanamide rồi là amiron vân vân, đúng không? Thực tế ra mà nói theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Mỹ cũng như là châu Âu ấy, thì thực ra cái thuốc mà tác dụng tốt nhất hay là cái thuốc đầu tay để sử dụng cắt những cái số đoạn nhịp thất ấy, ở nước ngoài là procainamide.
sau đó mới đến lidocaine. Nhưng thực ra mình là không có proglamin. Thế chúng ta dùng lidocaine được, mà lidocaine chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ mà có hiệu quả điều trị rối loạn nhịp thất cũng khá là cao. Chúng ta phải dùng liều tấn công, sau đó có thể chuyển liều duy trì, nhất là lối lidocaine như thế này. Thế rồi là gì ạ? Chúng ta phải tìm nguyên nhân, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với bệnh nhân bệnh tim thực tổn thì thường là cái giai đoạn bệnh tim thực tổn đó ở giai đoạn cấp, đúng không? Hoặc là có thể có những cái rối loạn mà do biến chứng của việc dùng thuốc nó gây ra. Tôi nói ví dụ như bệnh nhân suy tim đang dùng lợi tiểu, ngoại âm thu xuất hiện, xét nghiệm kali khi còn có 2.3 vân vân, đúng không? Thì chúng ta có thể là nghĩ rằng do nó, chúng ta giải quyết nguyên nhân đấy thì sẽ hết. Hoặc là bệnh nhân mà suy tim mãn tính, tự nhiên đợt cấp của suy tim lên, thiếu oxy gây ra ngoại âm thu, ngoại âm thu thất. Thế bây giờ chúng ta một mặt là xóa ngoại âm thu đó, một mặt là điều trị cái nguyên nhân, điều trị cái đợt cấp của suy tim đi, thì nó cũng có thể là hết. Đấy, và sau đó thì dạ, điều chỉnh xong có thể là qua cái đợt cấp đó mà hết ngoại âm thu thôi, chúng ta thôi, không cần phải điều trị gì nữa. Nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp bệnh nhân mà cái nguyên nhân không rõ ràng, hoặc là những nguyên nhân mà không điều trị được. Tôi nói ví dụ những trường hợp mà bệnh tim thiếu máu cục bộ, đúng không? Những trường hợp mà chúng ta đã nong và đặt stent được rồi, nhưng mà cũng có trường hợp mà chúng ta không giải quyết được những cái tổn thương mà tắc mãn tính chẳng hạn. Đấy, hoặc là trường hợp nhồi máu cơ tim cũ chẳng hạn. Đấy, thì cái ngoại âm thu nó liên quan đến cái sẹo nhồi máu đó, vân vân, đúng không? Thì những trường hợp đó thì không giải quyết được nguyên nhân, thì sau khi mà xóa cắt cơn hoặc là xóa ngoại âm thu thất bằng những thuốc dạng truyền tĩnh mạch, thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc được uống để duy trì. Mục đích là gì ạ? Để ngăn ngừa sự xuất hiện của các ngoại âm thu thất đó, hoặc là hạn chế sự xuất hiện ngoại âm thu thất đó. Và một cái quan trọng nữa là gì ạ? Là hạn chế sự tiến triển của nó thành những cái rối loạn nhịp thất mà gây tử vong, như là nhanh thất, như là xoắn đỉnh, hoặc như là rung thất. Đấy, người ta gọi là lúc bây giờ với cái vai trò, với mục đích sử dụng thuốc là gì ạ? Làm giảm tỷ lệ tử vong cho những cái bệnh nhân mà bị ngoại âm thu thất đó, đúng không? Thì trong tất cả các nhóm thuốc điều trị duy trì này, những cái thuốc mà như mesilertin, rồi chạy beta giao cảm, amiodarone, sotalone là những cái thuốc mà có thể được lựa chọn. Thì trong tất cả các thuốc này thì hiện nay, cho đến hiện nay thì chỉ có chạy beta giao cảm đấy mới được coi là cái thuốc mà điều trị các rối loạn nhịp thất mà có khả năng làm giảm tỷ lệ tử vong cho những cái đối tượng bệnh nhân đó, nhất là bệnh nhân suy tim hoặc có bệnh mạch vành. Thế còn các thuốc khác thì chúng ta biết rằng là nó cũng có điều trị, nó cũng giảm bớt các rối loạn nhịp thất, nhưng bản thân nó lại có thể gây ra các rối loạn nhịp khác nữa, đúng không? QT dài, xoắn đỉnh, rung thất, bệnh nhân đã chết vì cái đó. Thêm ra là chạy beta giao cảm có thể là cái thuốc đầu tay sử dụng đó. Ngoài trường dùng thuốc ra, đúng không? Thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ví dụ như là đốt điện, đấy, hoặc là những trường hợp mà những cái ngoại âm thu thất đó nó có thể khởi phát ra những các cái rối loạn nhịp khác, nhanh thất, rung thất ấy, mà có thể gây tử vong bệnh nhân, thì chúng ta phải cấy máy pha rung để dự phòng đột tử cho người bệnh. Các chị thấy rằng là trên thực tế là cũng có những trường hợp bệnh nhân bị những cái hội chứng rối loạn nhịp tim có tính chất di truyền, ví dụ như QT dài, ví dụ Vugada, đúng không? Thì bình thường có khi là chẳng sao ở đâu, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà xuất hiện những cái ngoại âm thu thất cái là bắt đầu là gây rung thất, nhanh thất ngay, đúng không? Thế thì những cái ngoại âm thu thất đó nó có thể xuất hiện do nhiều lý do, có thể là do tác động bởi thuốc thang nào đó bệnh nhân đang dùng, có thể là do rối loạn điện giải. Chúng tôi có những cái bệnh nhân mà Brugada cấy máy phá rung rồi, đúng không? Có những cái giai đoạn khi đến 2-3 năm trời chẳng có cái sốc nào cả, bệnh nhân hoàn toàn sống bình thường. Nhưng có những cái đợt thì là bệnh nhân bị máy sốc, nó sốc điện đến vài lần liền. Cái bệnh nhân sợ quá lại phải vào viện. Vào viện thì cuối cùng hỏi kỹ ra, hóa ra là ông ấy làm gì ạ? Ông bị rối loạn tiêu hóa, bị ỉa chảy. Thế bắt đầu nó gây mất kali. Đấy, mặc dù các anh chị biết là xét nghiệm kali máu nó chỉ giới hạn thấp người bình thường thôi, nhưng mà đối với những người bệnh nhân Brugada rồi QT dài thứ đấy, nó chỉ cần thay đổi cái nồng độ kali máu nói riêng và điện giải nói chung ở trong nội tế bào thay đổi một chút thôi là nó có thể khởi phát ra những cái rối loạn gì kia rồi. Và ban đầu tiên là những cái ngoại âm thu thất. Thế những bệnh nhân đó thì nếu mà ví dụ có yếu tố đó mình giải quyết yếu tố khởi phát. Thế có những bệnh nhân mà hoàn toàn không có yếu tố đó, tự nhiên xuất hiện những cái ngoại âm thu thất và nó gây ra cơn rung thất rất nhiều. Không có rối loạn điện giải, không có dùng thuốc gì cả, đúng không? Thì đôi khi là chúng tôi phải đốt những cái ngoại âm thu thất đó đi để cho nó hạn chế bớt những cái cơn nhanh thất, rung thất ở bệnh nhân như vậy. Không giải quyết được hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ giảm tần suất những cái cơn rung thất, nhanh thất mà cái máy nó phải sốc điện, đúng không? Cái việc điều trị RF để đốt những cái ngoại âm thu thất thì hiện nay là thực hiện khá là thường quy và hiệu quả nó cũng khá là tốt, tỷ lệ thành công cao. Thế thì thực ra đối với năm guideline năm 2006 của Hội Tim Mạch Mỹ cũng châu Âu ấy, thì đốt ngoại âm thu thất thì chỉ được xếp vào cái loại 2A thôi. Tức là những trường hợp đó hồi đấy người ta thấy là cái hiệu quả nó chưa rõ ràng lắm, đúng không? Thế còn bây giờ hiện nay thì guideline năm 2017 thì đốt cái ngoại âm thu thất thì được xếp vào cái dạng class 1, đúng không? Không những là chỉ có những cái ngoại âm thu thất mà gây triệu chứng đâu anh chị. Đấy, mà kể cả những trường hợp không phải
những cái đối tượng mà ngoại âm thu thất nó ảnh hưởng tới chức năng tâm thu thất trái đâu, mà kể cả những trường hợp mà không ảnh hưởng đến huyết động, không ảnh hưởng đến chức năng tâm thu thất trái mà gây ra những triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân thôi, là người ta cũng phải cân nhắc để đốt điện được rồi đó. Thế thì đôi khi thì chúng ta vẫn, trước kia thì chúng tôi thấy rằng là nhiều người cũng khá là cẩn thận đối với bệnh nhân ngoại tâm thu thất có triệu chứng, thì bao giờ cũng thế, à cố điều trị bằng thuốc trước, nếu điều trị bằng thuốc thất bại hoặc là điều trị bằng thuốc gây tác dụng phụ hoặc không dung nạp vào lý do đó thì bắt đầu mới chuyển đi đốt. Thế thì nhưng mà trên thực tế chúng tôi thấy rằng là những cái ngoại âm thu thất mà đặc biệt là ngoại âm thu thất ở đường thất phải điều trị bằng thuốc khó lắm. Không biết các anh chị ở đây đã điều trị cho những cái bệnh nhân bị ngoại âm thu thất nhiều, số lượng nhiều chưa, nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cũng nhiều bệnh nhân mà bản thân chúng tôi theo dõi là chạy beta giao cảm đầu tiên không ăn thua, vì là chúng tôi bắt đầu bằng chạy beta giao cảm bởi vì là nó ít tác dụng phụ, sau đó đến amiodarone, thế rồi là flecainide, thế rồi là mesylatin, thế rồi là sotalone, vân vân, dùng các kiểu, nhưng mà cái số lượng ngoại âm thu thất hầu như không thay đổi. Triệu chứng thì có thể nó giảm đi tí đi bởi vì vấn đề tâm lý nữa, đúng không ạ? Thế do đó rằng là trên thực tế thì chúng tôi thấy rằng là những cái trường hợp mà bàn những trường hợp đấy, nếu chị điều trị bằng thuốc nhé, những cái đối tượng đặc biệt tôi nói ví dụ như là đang độ tuổi sinh đẻ đấy ạ, dùng cái đấy cũng rất khó khăn đó. Rồi phải theo dõi nữa, đặc biệt là vấn đề ví dụ cortisone, các anh các chị dùng thử một thời gian xem, nếu dùng một cái liều duy trì 5 ngày một tuần mỗi ngày một viên đấy, thường là sau khoảng một năm mới thấy cái tỷ lệ mà nó ảnh hưởng tới hormone tuyến giáp cao lắm, rất nhiều, có thể là chưa gây ra cường giáp suy giáp trên lâm sàng nhưng mà làm các hormone tuyến giáp nó thay đổi rồi. Trong trường hợp đấy là chúng ta cũng phải giảm liều hoặc thậm chí là phải cắt bỏ cortisone thôi, đúng không? Thế do đó là đối với trường hợp mà ngoại âm thu thất đường ra thất phải mà nếu thực sự có triệu chứng thì chúng tôi nghĩ rằng cũng nên đốt, có thể là first choice để cho bệnh nhân đỡ phải các cái dùng thuốc tác dụng phụ gây ra, đúng không ạ? Thì đây là những cái dụng cụ để đốt thôi. Đấy, tóm lại tức là cái chuyện mà đốt ngoại tâm thu thất cho đến bây giờ thì cái tỷ lệ thành công của nó cũng khá là cao, ngang ngửa so với chuyện đốt nhịp canh trên thất, đúng không? Vâng, thế như vậy là với cái bài này thì chúng tôi cũng hy vọng là cung cấp cho các anh các chị một số thông tin đối với ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm thu thất là hai cái ngoại tâm thu khá thường gặp, đúng không? Thì ngoại tâm thu nhĩ thì chúng ta biết là khá lành tính, chúng ta có thể không cần thiết điều trị nếu mà trong trường không có triệu chứng, hoặc là nếu mà có triệu chứng thì có thể là từ sử dụng những cái thuốc mà đơn giản như là an thần giảm lo rồi panazin rồi mannay B6 cho tới các thuốc chống loạn nhịp tim, nhưng mà nếu kèm theo bệnh tim thực tổn thì chúng ta cân nhắc dùng thuốc chống rối loạn nhịp tim. Thế còn đối với ngoại tâm thu thất thì chúng ta biết là phải dựa vào 4 yếu tố để chúng ta quyết định, đúng không? Có nguyên nhân hay không, có bệnh tim thực tổn hay không, có triệu chứng hay không, và hình thái nó có nguy hiểm hay không để chúng ta quyết định điều trị.